Minh Ngọc không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Chính vì vậy, khi đi được đến vòng này, Ngọc cảm thấy áp lực và căng thẳng. Đó, chính là làm sao mà phải cho cái tiết mục của mình nó cần đậm chất giải trí. Vì đối với anh Vũ Hà, chỉ cầm micro và đứng hát thì không phải là Vũ Hà. Rõ ràng là team của anh Vũ Hà là một team mà mù quá. Dễ hiểu thôi, tiết mục nào cũng vậy, phải có đầu tư về ý tưởng và dàn dựng. Ngọc không thể nghĩ là anh Hà lại có một ý tưởng vô cùng tuyệt vời như vậy. Trong đợt này, Minh Ngọc phải vượt qua thử thách. Thật tốt. Anh nghĩ là em làm được. Ngọc sẽ cố gắng hết sức. Riêng mình tôi, dẫu đã biết em không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì em lạnh lùng băng giá, còn tôi còn tin thật thà, nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối. Xa là nhớ em nằm mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ. Ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua. Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày. Anh ở đâu cho tình tôi miên man. Hey, yeah. Ngày qua ngày gió thét gào vì em hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tươi như phép màu, tươi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha. Chung đôi ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu, rơi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi. Ngày qua ngày gió thét gào vì em hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu, suy ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha.
cái tiết mục này chị thấy đúng là một cái cặp đó, nó rất là ăn ý. Thần thái của em, đặc biệt là em, lúc nào chị thấy em cũng rất là tỉnh táo và rất là làm chủ sân khấu, và em hát rất là tốt. Chị thích tiết mục của em. Em cảm ơn chị. Cái tiết mục dàn dựng, nói chung là ca vũ nhạc kịch như vậy thì rất là đẹp, tải được bài hát. Nhưng mà quan trọng là tiếng hát của Minh Ngọc thì giọng hát em rất đẹp. Tôi tìm không ra, thì không ra cái lỗi nào hết. Và một chuyện là dàn dựng ha. Những cái nấc thang mà Minh Ngọc bước lên trên lưng của diễn viên và lên tới cái nắp rương đó và hất cái đầm và xoay lại cầm cái micro hát là vừa khít nhịp luôn. Một sự tính toán rất là xuất thần. Xanh như bài thơ, ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Em ngồi bàn và em hát một cách rất là làm chủ tình hình. Bài hát này anh thấy em hát còn làm chủ hơn cả anh Vũ Hà nữa cơ. Và tất cả những cao độ lên cao, những cái nốt cao lên sáng, sáng đẹp. Tuyệt vời. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Đàm Anh Hưng. Và bây giờ là phần cho điểm của ban giám khảo. Đầu tiên xin mời chị Thanh Hà. Em biết điểm của chị rồi, em đoán thử chị sẽ gửi bao nhiêu điểm. Dạ, với những lời nhận xét vừa rồi em nghĩ là 10 điểm ạ. Đúng, điểm 10. 10 điểm từ giám khảo Thanh Hà. Rồi, anh thì nhận xét như vậy rồi thì không có gì phải bàn nữa hết. 50 luôn. 10 điểm từ giám khảo Thanh Hà. Hương chỉ ghét cái động tác mặc áo vest của Vũ Hà thôi, nhưng nó không thuộc về chuyên môn, cho nên thôi. Ba điểm mười từ ban giám khảo. Theo từng tuần á, càng ngày càng tỏa sáng, ngày càng điêu luyện, em thấy như thế nào nè? Dạ, thì em cũng cảm thấy hạnh phúc. Thì công sức hai thầy trò bỏ ra cũng không uổng đúng không ạ? Những phần mà phát âm, câu hát trong những tiết mục của em là luôn luôn được thầy chỉnh sửa rất là kỹ. Cho nên là em rất cảm ơn thầy.